Dốc ở đây là dốc thẳng đứng. Quý vị đi cẩn thận nha. Nhất là cô chú lớn tuổi đi chậm chậm thôi. Dừng lại nghỉ ngơi niệm Phật, đi nhanh quá không tốt. Sắp tới rồi. Đã có người từng đi cầu thang mà chết, mà giảng sanh, đó là nghệ sĩ Chí Tài. Đi cái này dễ tăng xong lắm. Đi không quen là mệt dữ lắm luôn. Đi này thấy tàn cô chú lớn tuổi đi không à. Đi vội vội rất là nguy hiểm. Đường trơn trọt nữa. Trời. Xuống đây không thấy ai hết trơn, chẳng lẽ mình leo lên lại? Vậy giờ tôi leo lên lại nữa hả? Hay đứng dưới đây đợi ta? Tốt nhất là ở đây đợi đi ha. Đấy, các anh chị, cô bác đi chùa Vân Sơn Tự. Có hai đường nha mọi người, một là đi cầu thang, hai là đi xe ôm lên, đi đường vòng lên.